Ở đây có các loại canabe khác nhau như canabe táo, thịt cua, cà chua được dọn lên trên bàn ăn. Hương vị của từng món ăn đều có ý nghĩa. Khi bạn ăn nó, cảm giác như đang thưởng thức món ăn của riêng mình vậy. Đây là một món ăn thú vị, giúp khơi gợi hương vị mang đậm phong cách Hàn Quốc. Sườn nướng chín kích thích vị giác đã sẵn sàng để gặp gỡ thực khách. Sườn nướng có hai loại, Han U và Han Thôn. Bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Điểm đặc biệt là bạn cũng có thể đặt riêng sườn nướng sáng bóng, được rắc thêm một chút hành lá băm nhỏ làm tăng thêm hương vị. Miếng sườn nướng trông rất ngon mắt. Hãy thưởng thức một chút nhé. Sườn nướng được mang ra cùng cơm, nên tôi quyết định đợi một lát. Nó sẽ quay trở lại với sự bày trí đẹp hơn. Các món ăn tươm tất đủ để thưởng thức hương vị chỉ bằng mắt. Các món ăn thượng hạng được bày ra trên đồ gốm sứ Yeoju. Cuối cùng, bàn ăn chính đến đây. Tiếp theo là cơm trắng. Điểm đặc biệt của cơm trắng Yeoju có màu sắc tươi sáng, bóng mượt, mềm mại, giống như hòa trộn với nhau. Bạn sẽ đổi bàn ăn của nhà vua với bữa ăn truyền thống của Yeoju mà không hề ganh tị. Địa điểm đến sau cùng là nơi này. Khu di tích nổi tiếng nằm ở Yeoju, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Myeongseong. Hoàng hậu Myeongseong, nữ chính trị gia và là vị hoàng hậu bất hạnh, quốc mẫu của Joseon. Người được sinh ra trong chính thất của Hoàng hậu Lyon. Năm 14 tuổi, người được chọn kết hôn với Hoàng đế Cô Trông 13 tuổi. Đây là ngôi nhà ở Yeoju, nơi Hoàng hậu Myeongseong đã sống đến năm 8 tuổi. Một hướng trong nhà, nơi bạn được đối diện với bức chân dung Hoàng hậu Myeongseong. Từ khi còn nhỏ, người đã có tính cách cương trực. Hoàng hậu luôn giải quyết những tình huống cảm tính với sự cương trực và đúng đắn. Không có gì đặc biệt bên trong nhà, nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng đó. Có một nhà lưu niệm ở bên trong ngôi nhà, nơi bạn có thể tìm thấy vết tích lúc sống của Hoàng hậu Myeongseong. Không chỉ riêng Hoàng hậu, mà bao gồm các nội dung đa dạng về bối cảnh lịch sử thời đó. Trước tiên, nếu đi vào phòng triển lãm, những cổ vật do Hoàng hậu Myeongseong để lại sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Nơi đây trưng bày các vật dụng đa dạng như đồ trang trí, thi pháp viết tay. Bạn có thể đọc được những dòng chữ của Hoàng hậu Myeongseong với bút tích đầy mạnh mẽ, uy quyền. Ngoài ra, trang phục trong lễ cưới với vua Cô Trông cho đến trang phục quốc tang của Hoàng hậu đều được tái hiện tại đây. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh lúc đó. Tương truyền, Hoàng hậu Myeongseong thông minh nên được vua Cô Trông bàn chuyện quốc sự. Vì điều này, Nhật Bản đã chỉ ra Hoàng hậu Myeongseong là yếu tố gây trở ngại. Đến cuộc xâm chiếm năm 1895, một thảm cảnh chưa từng có trong lịch sử, bạn sẽ tìm thấy sự kiện xảy ra tại cung điện Gyeongbok trong cung điện Gyeongbok. Ở khu tưởng niệm, mô hình cuộc diễu hành quốc tang sau đó được tái hiện lại. Cuộc đời và cái chết của Hoàng hậu Myeongseong được tán dương nhiều nhất trong lịch sử Joseon. Cuộc đời của Hoàng hậu Myeongseong cũng kịch tính hơn bất kỳ vị vương phi nào. Mỗi cổ vật đều được trưng bày đều níu chân bạn. Mặc dù bị bao vây bởi những tranh cãi không ngừng về việc lôi kéo sức mạnh của thế lực bên ngoài, của vương phi vẫn là một bi kịch xảy ra trong cung điện. Nhân vật không thể bỏ qua khi bàn về lịch sử hậu Joseon, Hoàng hậu Myeongseong. Nếu đến Yeoju, bạn nên ghé thăm ngôi nhà của Hoàng hậu Myeongseong để suy ngẫm sâu sắc về lịch sử Hàn Quốc.